Câu hỏi 3. Người chủ nhà mất chiếc nhẫn, tức giận nghi ngờ vị tỳ kheo lấy là người thiếu đức hiếu sinh có đúng không? Người nghi ngờ như vậy có đáng thương không? Trả lời câu 3. Người chủ nhà mất chiếc nhẫn nghi ngờ cho vị tỳ kheo lấy, nhưng không chịu suy nghĩ kỹ lại, bồng bột nông nổi tức giận mắng chửi vị tỳ kheo thậm tệ. Đó là tạo tội ác rất lớn đối với người tu sĩ Phật giáo đầy đủ giới luật như nhà sư này. Người có tâm nghi ngờ người này như thế này, người khác như thế kia là người đang ở trong ác pháp, tự làm khổ mình, khổ người mà không biết. Thật đáng thương. Quý học viên cứ xét, người sinh tâm nghi ngờ là người phải chịu khổ đau trước, và người bị nghi ngờ thì buồn tủi đau khổ sau, có đúng như vậy không? Người còn tâm nghi ngờ là người không có đức hiếu sinh, không có lòng thương yêu người khác, chỉ biết có của cải tài sản, chỉ biết thương của cải tài sản của mình, chẳng biết thương ai cả, xem vàng bạc của cải là trọng hơn người. Người xưa nói, đồng tiền như phấn thổ, nhân nghĩa tợ thiên kim. Cuộc đời này người ta xem tiền bạc rất lớn, còn tình thương người như đất cát. Cho nên đụng tới tiền bạc là người ta nghi ngờ thế này thế khác. Thật là tâm lượng nhỏ hẹp. Người có tâm nghi ngờ là người thường đau khổ nhất thế gian. Người nghi ngờ hay làm điều ác, tạo nhân quả không lành. Vì thế tâm nghi ngờ của họ đã làm cho họ khổ đau. Khi họ mở miệng ra nói những điều ác khẩu, người nghi ngờ thường chịu nhân quả bệnh tật lặt vặt, nay đau bệnh này, mai đau bệnh khác, không lúc nào thân họ được bình an và vô sự. Người chủ nhà nghi ngờ vị tỳ kheo lấy chiếc nhẫn của mình là một điều nghi oan cho người tu hành thì tội rất nặng. Người có tâm nghi ngờ là người đã đánh mất đức hiếu sinh. Mất đức hiếu sinh thì người ấy đầy dẫy sự khổ đau. Người có tâm nghi ngờ rất đáng thương, vì họ chưa hiểu biết ngũ triền cái, chưa biết luật nhân quả thiện ác, chưa thông suốt đạo đức hiếu sinh, lòng thương yêu sự sống trên hành tinh này. Chưa hiểu trên đời này chỉ có lòng yêu thương mới xóa tan những phiền não khổ đau, mới đem lại sự bình an cho muôn loài, mới biến cõi thế gian thành cõi cực.